lợi dụng vụ bắt ông Lưu Bình Nhưỡng, các thế lực thù địch ra sức xuyên tạc. Gần đây, vụ việc ông Lưu Bình Nhưỡng, nguyên phó trưởng ban dân nguyện của Ủy ban Thường vụ Quốc hội bị bắt được báo chí đưa tin, người dân quan tâm, theo dõi. Ông được biết đến là đại biểu Quốc hội có những phát biểu tranh luận tại nghị trường liên quan đến các vấn đề nóng của xã hội. Tuy nhiên, ông thường đi quá đà, gây sốc không chỉ ở nội dung chất vấn mà cả thái độ chất vấn, thậm chí nhiều phát ngôn mang tính chỉ trích thiếu căn cứ, làm dư luận hiểu sai lệch nội dung sự việc. Các phần tử thù địch trong và ngoài nước lợi dụng bình luận, xuyên tạc, bóp méo để đả phá chế độ, chống phá nhà nước ta. Lợi dụng việc ông Lưu Bình Nhưỡng bị bắt, các thế lực thù địch, lực lượng phản động, phần tử cơ hội lại được dịp giở trò xuyên tạc, vu khống, tràn ngập trên trang web của các tổ chức phản động hải ngoại, các cơ quan báo chí tiếng Việt thù địch và mạng xã hội. Triệt để lợi dụng để ngậm máu phun người với các bài viết hoàn toàn bị đặt, bôi nhọ như scandal Lưu Bình Nhưỡng không quá bất ngờ nhưng hiệu ứng khôn lường. Ông Nhưỡng bị bắt do khinh thường công an hay coi thường pháp luật. Qua vụ Lưu Bình Nhưỡng, có ai thoát được nữa bây giờ? Việt Nam tăng cường trấn áp bất đồng chính kiến. Phần lớn nội dung các bài viết đều suy diễn, dẫn dắt người đọc theo hướng kích động, xuyên tạc, đánh tráo bản chất vấn đề. Chúng cho rằng, ông Nhưỡng có nhiều phát biểu thẳng thắn về các vấn đề xã hội có thể đã đụng chạm đến các thế lực, lợi ích nhóm. Sự thật về vụ việc ông Lưu Bình Nhưỡng bị bắt ai cũng biết, tại cuộc họp báo, Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương Nguyễn Văn Yên thông tin, vụ ông Lưu Bình Nhưỡng chưa thuộc diện Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, tiêu cực chỉ đạo, xem xét. Hiện các cơ quan chức năng thực hiện theo đúng quy định của pháp luật, theo đúng thẩm quyền. Đối với trường hợp của ông Lưu Bình Nhưỡng là người có nhiều ý kiến đóng góp ở các diễn đàn. Những đóng góp tốt của ông Lưu Bình Nhưỡng chúng ta cần ghi nhận, nhưng những vi phạm của ông Nhưỡng cũng phải xử lý nghiêm. Vì các tổ chức, cá nhân thù địch, phản động cố tình đổi trắng, thay đen bản chất vụ án liên quan ông Lưu Bình Nhưỡng là thủ đoạn không mới. Chúng dùng thuyết âm mưu cố tình hướng lái dư luận theo hướng tiêu cực, biến một vụ án hình sự trở thành một vụ án tấn công người bảo vệ công lý. Chúng lớn tiếng hô hào, miệt thị, sống dưới chế độ độc tài cộng sản thì không có quyền cất lên tiếng nói tự do ngôn luận, lợi dụng pháp luật để áp tội tùy tiện, trừ dập những người khiến họ không hài lòng. Chúng tung hô cá nhân vi phạm là anh hùng, chửi bới các cơ quan bảo vệ pháp luật, bôi nhọ hệ thống pháp luật Việt Nam, quy kết, phủ nhận vai trò lãnh đạo của đảng, chia rẽ nội bộ, phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân tộc ở Việt Nam. Những luận điệu trên vốn không mới nhưng thường có các đối tượng dân chủ, nhân quyền bị bắt thì lại rộ lên như nấm sau mưa của các tổ chức, hội, nhóm phản động, hãng truyền thông hải ngoại thù địch. Qua việc khởi tố ông Lưu Bình Nhưỡng một lần nữa cho thấy việc xử lý vi phạm không có vùng cấm, dù đó là người có chức vụ, quyền hạn hay một người dân bình thường. Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng từng chia sẻ khi tiếp xúc với cử tri rằng không hay ho gì khi phải xử lý cán bộ, đồng chí của mình nhưng vì sự tồn vong của chế độ, của đảng, đòi hỏi phải làm nghiêm, xử lý nghiêm. Đây cũng là một bài học đối với các cán bộ, đảng viên có chức quyền dù to hay nhỏ đều phải sống và làm theo pháp luật. Mọi sai phạm đều sẽ bị xử lý nghiêm, công bằng trước pháp luật, không có ngoại lệ. Bộ Ngoại giao nói về việc xác định nguồn gốc xá lợi tóc Đức Phật. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao cho biết, các cơ quan chức năng sẽ thông tin về việc xác định nguồn gốc hiện vật được cho là xá lợi tóc Đức Phật. Ngày 11 tháng 1, trả lời câu hỏi về thông tin, Bộ Ngoại giao đã gửi văn bản tới Đại sứ quán Việt Nam tại Myanmar để xác định nguồn gốc. Hiện vật được cho là xá lợi tóc Đức Phật trưng bày tại Chùa Ba Vàng, người phát ngôn Phạm Thu Hằng cho biết, các cơ quan chức năng sẽ thông tin về vấn đề này. Trước đó, như pháp luật online đã thông tin, đại diện vụ Đông Nam Á, Nam Á Thái Bình Dương tại cuộc họp về việc Chùa Ba Vàng, tỉnh Quảng Ninh tổ chức trưng bày vật thể được gọi là xá lợi tóc Đức Phật cho biết, Bộ Ngoại giao đã gửi văn bản tới Đại sứ quán Việt Nam tại Myanmar xác định nguồn gốc về xá lợi tóc Đức Phật do Thượng tọa Seador Uwipula, trụ trì Chùa Parami và Bảo tàng xá lợi Phật quốc tế Parami mang bảo vật xá lợi tóc Đức Phật tổ chức trước và trưng bày tại Chùa Ba Vàng và công tác quản lý của nhà nước và Phật giáo Myanmar đối với xá lợi tóc Đức Phật này. Cũng trong cuộc họp này, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Vũ Chiến Thắng ghi nhận và thống nhất với các ý kiến phát biểu của đại diện các bộ, ban, ngành, Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh và Giáo hội Phật giáo Việt Nam về việc cần phải xem xét để xử lý nghiêm các vi phạm của Chùa Ba Vàng và Đại Đức Thích Trúc, Thái Minh. Thứ trưởng đề nghị Giáo hội Phật giáo Việt Nam tăng cường công tác quản lý chức sắc, chức việc, nhà tu hành, kịp thời có biện pháp chấn chỉnh các hoạt động trong toàn giáo hội, đảm bảo đúng chính pháp của Đức Phật, hiến chương của Giáo hội Phật giáo Việt Nam và pháp luật của nhà nước.